Anh Phú, anh Phú, anh Phú. Ủa, quá, sao mới đây vậy? Anh tưởng hôm nay là đám cưới của em chứ. Anh Tốt bị thương nằm bệnh viện nên đám cưới của em bị hủy rồi. Em vô đây để chăm sóc cho anh Tốt. Em chỉ định qua coi anh thành sao rồi. Nói với còn hôn mê chưa có tỉnh. Ủa sao hôm trước bác sĩ nói là qua cơn nguy hiểm rồi mà. Nhưng tới nửa đêm á thì nó trở nặng hôn mê sâu, mấy ngày nay chưa có tỉnh lại nữa. Anh chỉ lo có khi nó không tỉnh lại nữa đó. Vậy mà em cứ tưởng là anh đã khỏe rồi. Em định sau đám cưới em sẽ bỏ đi xứ khác. Anh cho em vô thăm anh Thành một chút được không? Em vô đi, nhưng mà nhanh nghe, bác sĩ không có cho người già ở lâu. Dạ em cảm ơn anh. Lại đi anh, em tới thăm anh nè, em xin lỗi anh, chính là lỗi của em. Bây giờ em với anh Tốt không đám cưới nữa rồi, em đã suy nghĩ kỹ, anh tỉnh lại đi, em và anh sẽ cùng nhau đấu tranh cho tình yêu của mình, em sẽ không bao giờ bỏ anh nữa. Thôi em về nghỉ ngơi đi. Dạ. Em về nha anh. Anh phải mau mau tỉnh lại đó. Anh ơi, anh Thành có phản ứng nè. Vậy à? Thành, Thành, Thành à? Để anh đi gọi bác sĩ. Dạ. Anh Thành ơi, anh mở mắt nhìn em đi. Anh nhìn em đi. Anh Thành. Cho con chai rượu với dĩa đậu phộng đi. Có liền. Hôm nay nhậu con mình hả? Tôi nói chưa tới. Hôm nay làm ơn nhậu tới 10 giờ thôi nha. Nhậu tới sáng như ngày hôm qua tao chịu không có nổi đâu á. Làm ơn làm phước giùm cái. Ông bớt làm bẹm không? Ông nói một chút nữa tôi dẹp quán ông luôn đó. Không biết sao mà thoát khỏi được cái đám này. Ông làm bẹm gì á? Đâu có, tao đâu có nói mày. Yeah, no.
Sao có mình mày vậy? Kia đâu? Nó trốn rồi. Đúng là đồ nhát gan. Tao đã nói có chứng cứ ngoại phạm mất gì nó phải sợ. Chứng cứ không có ích gì đâu đại ca. Có người cứu nó ở Miếu Quan, nghe nói là nó còn sống, nó thế nào cũng khai ra tụi mình. Còn thằng quỷ chết nhát kia, nó trốn rồi. Chết mẹ rồi. Đi. Ở đây hồi lát mày tối giật. Nè, chưa có trả tiền mà. Em ra bữa sau tôi trả. Thiệt tình với cái thằng quỷ này. Mất thiệt mà, lần nào cũng thiếu tiền hết. Đâu có muốn bán đâu. Sợ tụi nó phá quán mình. Cầu trời cho tụi nó bị bắt hết đi, cho mình nhẹ chút. Đúng là sức mạnh của tình yêu ha. Lần này công của em là lớn nhất đó. Cũng tại em mà anh Thành mới bị như vậy. Nếu như mà anh có chuyện gì thì em ân hận cả đời. Anh Thành sao rồi bác sĩ? Chào chị. Bác sĩ, mọi người có thể vào thăm anh, nhưng mà đừng lâu quá, tại anh mới tỉnh nên vẫn còn yếu lắm. Dạ cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Anh Thành. Thành à, em sao rồi? Hồi nãy lúc anh mơ màng, anh nghe em nói là em không muốn rời xa anh nữa đúng không? Dạ. Mình sẽ cùng nhau thuyết phục ba em và má anh. Nghe em nói vậy anh vui lắm. Anh vẫn còn mệt, đừng có nói nhiều. Em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Bây giờ tối rồi, để sáng mai anh báo tin cho má với chị hai em biết. Hôm rày mọi người lo cho em lắm đó. Dạ cũng được. Anh thấy hai đứa như vậy anh cũng mừng, nhưng để thuyết phục được hai bên gia đình coi bộ gian nan lắm mà. Chị hai em á thì muốn em cưới Bích. Căng nhất là Hoa đó. Khi thằng Tốt khỏe lại, thế nào ba của em cũng ép em cưới thằng Tốt thôi. Hoa, tụi mình sẽ bỏ đi cùng nhau, em chịu không? Em không sợ cực khổ, em chỉ cần ở bên anh thôi. Nhưng mà người em lo nhất là ba. Sức khỏe của ba không được tốt. Bỏ đi cũng là một cách, nhưng như vậy á, Hoa đâu có thể chăm sóc được cho ba em đâu. Anh có cách này, giúp cho hai đứa đảm bảo vẹn cả đôi đường luôn. Cách gì vậy anh? Rồi, chị để vô đây. Rồi, anh cân lên nhiêu? Này 1 ký chị ơi, hơn 1 ký mà tôi tính 1 ký. Ý, Bích, mua đồ hả em? Dạ, lâu quá rồi không gặp chị. Chị nghe thằng Thành nó bị tai nạn, nó nằm bệnh viện cả tháng nay hả? Dạ, anh Thành cũng khỏe rồi chị, vài ngày nữa là xuất viện rồi. Nhà bà Hội đúng là xui quá, gặp bao nhiêu là chuyện. Dạ. À, em có nghe nói bên Vạn Lợi làm ăn khá lắm hả chị? Ừ, chị làm ở bên đó, chị thấy ổn không? Ngoài lương ra, còn có được hoa hồng khi kiếm được mối mới nữa. Bên Thành Hội dạo này bết lắm hả? Có mấy đứa xin qua bên chị làm? Dạ, bên em thì thường phải tăng ca, mà lương bổng thì không có bao nhiêu hết. Vậy em qua bên Vạn Lợi làm với chị đi, đang cần người đó. Dạ, em không khéo ăn nói, sợ không có kiếm được mối, sợ bị đuổi việc. Em khỏi phải lo, mối anh Lợi đưa cho chị, mình chỉ cần biết chào hàng. Giá bên Vạn Lợi thấp vậy, họ mua liền. Sao bên Vạn Lợi biết được nhiều mối vậy chị? Ảnh đi hỏi thăm hay sao á, chị cũng không có rành. Nhưng mà em yên tâm, qua bên đó là em làm liền được hà. Còn nếu em không thích làm với chị thì em xin làm kế toán, như em làm bên Thành Hội vậy. Anh Lợi cũng đang cần thêm người, đơn hàng càng ngày càng nhiều. Dạ, để em suy nghĩ lại. Nếu mà em muốn làm á thì cứ tới nhà máy gặp chị, chị giúp cho. Dạ. Nhiều tiền vậy anh Sáu? Bộ hồi nãy thằng Quý nó theo con về nữa hay sao vậy? Dạ, con làm lơ, không thèm nói chuyện rồi đó. Vậy mà cũng bám theo con về tới nhà, chưa thấy ai dai như ổng luôn á. Thằng, thiệt tình.
Má, con nghe đâu á, cái tụi mà bữa hổm đánh con á, chung với cái tụi mà đánh anh Tốt luôn á. Thiệt á hả? Rồi bắt được tụi nó chưa? Con nghe dì Năm nói á, là tụi nó nghe tin hay sao á, trốn trước khi công an tới rồi. Bây giờ á, đang bị truy nã á. Mã hả, con cầu cho bắt hết tụi nó đi, cố tình giết anh Tốt. Mà không biết hôm nay anh Tốt anh khỏe chưa ha? À má, hay là ngày mai con đi thăm anh Tốt nha. Mà má đừng có nói với hai, hai biết hay la con đó. Bộ thích thằng Tốt hay gì? Má, má nói gì vậy? Trời ơi, làm như má không hiểu con vậy đó. Con thích thằng Tốt là tại vì nó cứu con, cái đó kêu bằng ngưỡng mộ với lại biết ơn, đừng có lầm tưởng nha. Con với anh Tốt đâu có gì đâu, chỉ là ảnh cứu con cho nên con mang ơn với quan tâm ảnh thôi. Chứ nếu mà bạn con bị vậy con cũng lo mà. Hồ chi ảnh cũng có vợ sắp cưới rồi, còn thích ảnh để làm cái gì? Thì má nói hờ vậy thôi chứ. Không mấy ngày mai con mượn xe con Nga, con chở má qua thăm nó một cái. Bề gì thì mình cũng quen biết mà, đi thăm cho nó có tình nghĩa. Dạ. Mà nè. Dạ. Đừng có cho chị hai con hay, nó là ông sùm. Ủa, con tưởng có má đi chị hai đỡ la. Trời ơi, con biết tánh nó quá mà, nó mà chừa ai nó là láng hết á. Mình đi lén thôi nghe. Dạ. Anh tới lâu chưa? Tôi mới tới thôi anh. Anh yên tâm đi, chỗ này cách chỗ mình mấy chục cây số, không ai quen đâu. Thì phòng hờ vẫn hơn. Sao rồi? Tôi nghe Bích nói là bên anh giành được thêm vài bói nữa có đúng không? Giá thấp hấp dẫn, tất nhiên là giành được rồi anh. Đây, tiền đợt này của anh nè. Cảm ơn anh nha, tôi sẽ chuyển thêm vài mấy bên thành hội qua cho anh. Tôi nghe nói bên anh cũng đang hạ giá bằng với bên tôi, vậy là sao? Đó là một vụ lớn, tôi sẽ làm cho thành hội không gốc đầu gì được. Là sao anh? Từ từ rồi anh sẽ biết. Mục đích của tôi là kiếm lợi từ thành hội trước, tới khi nó không còn gì nữa tôi sẽ hạ gục luôn. Anh đúng là nhiều mưu kế, bà hội mà biết được chắc tức ói máu quá. Là do bà lợi dụng tôi trước thôi. À, có chuyện này xém chút tôi quên. Còn Bích bên anh lân la hỏi người bên tụi tôi, sao biết được mấy mối của thành hội mà tới chào giá. Rồi người bên anh có xì ra không? Tất nhiên là không rồi, người bên tôi đáng tin cậy lắm. Con nhỏ này có ý định làm dâu nhà bà hội nên ra công sức về nhà máy. Nếu như không có nó, tôi đã cho thành hội đóng cửa từ lâu rồi. Vậy là anh có đối thủ rồi. Nhưng biết đâu sắp tới từ đối thủ nó trở thành trợ thủ của tôi thì sao? Bác sĩ nói ngày mai cắt chỉ rồi cho con về. Tuần sau vô tái khám. Về con ở nhà má nghe, ở dưới ghe dễ bị động vết thương lắm. Trận này đúng là trời Phật phù hộ còn tốt nghe. Qua trận này tôi mới nói, lúc chị ba tôi mới sanh nó, anh rể tôi đón chị ba tôi từ bệnh viện về. Trên đường đi, chiếc xe tải chạy cùng chiều bị đứt. Nó tông chết anh ba chị ba tôi. Vậy mà không hiểu làm sao nó dừng trước thằng Tốt trong găng. Tôi nghĩ cái mạng thằng Tốt chắc cũng được ông bà độ nó mới sống được tới ngày hôm nay. Hồi đó, người ta nói tôi không có tin. Bây giờ xảy ra chuyện này, không tin cũng phải tin anh hai. Lúc con bị đâm, con đau buốt tim, con tưởng mình đã chết rồi. Nhưng rồi con thấy mình bồng bềnh, như là có ai nâng con lên cao để thoát qua trận cuồng phong vậy. Bác sĩ nói con sống được cũng là nhờ kỳ tích. Con nghĩ có lẽ ông trời muốn con sống bởi vì con chưa hết nghiệp. Nếu thật sự trời đất đã muốn con sống như vậy thì con phải sống tốt, giống như cái tên mà cha mẹ con đã đặt cho con. Nghe con. Dạ.
Qua. Ba. Con tới rồi. Mới tới hả con? Dạ. Con có nấu canh tần ô mà chú Tư thích. Con nhỏ này, đã nói là cậu với thằng Tốt mua cơm ở ngoài ăn được rồi, ngày nào cũng đem cơm vô, xa muốn chết chứ đâu phải gần đâu. Dạ, cơm ở ngoài không có vệ sinh, với lại anh Tốt cũng chưa khỏe nữa. Đưa đây. Đưa, đưa, cảm ơn đây, đưa cậu, đưa cậu, đưa cậu. Hồi nãy bác sĩ mới khám cho thằng Tốt, nếu nó không có gì á, thì ngày mai cho nó xuất viện. Dạ. Chú Tư à, đời Tốt nó khỏe, mình làm đám cưới lại cho hai đứa nó nghe. Không có ngày, tới tháng 6 mới có ngày tốt anh. Tới đó thì lâu quá, biết đâu lại thêm chuyện rắc rối nữa. Hay là vậy, cứ chọn đại ngày nào đó rồi làm luôn đi, coi ngày tốt cho nó hên, rồi cuối cùng cũng xảy ra chuyện à. Chủ yếu là do mình, nếu như coi ngày sẽ phụ thuộc dữ lắm. Anh hai nói nghe cũng có lý. Hai đứa con thấy sao? Dạ, con thì sao cũng được, tùy cậu với ba quyết định thôi. Còn con sao quá? Con xin lỗi ba, con xin lỗi chú Tư, xin lỗi anh Tốt. Con không muốn đám cưới. Trời đất ơi. Cái gì? Con nói gì quá? Con với anh Thành yêu nhau, con không thể cưới anh Tốt được. Tụi con định bữa nay nói với mọi người. Anh Thành, anh vô đi. Chú Tư. Cái thằng kia, có phải mày dụ dỗ sử dụng con Hoa Quý không đúng không hả? Ba ơi, không phải vậy đâu ba. Con với anh Thành thật lòng yêu nhau. Dạ, con xin lỗi mọi người, con xin mọi người hãy chấp nhận cho con với Hoa. Hai đứa bay làm như vậy có thấy quá đáng với thằng Tốt không hả? Con xin lỗi chú Tư, xin lỗi anh Tốt nhiều lắm. Mấy hôm trước khi anh Thành tỉnh lại thì tụi con đã quyết định sẽ ở bên cạnh nhau. Tụi con sợ anh Tốt còn yếu cho nên mới không dám nói. Con mà định tới với nó, đừng nhìn mặt ba nữa. Qua, từ nay về sau ba không có đứa con nào với con hết. Ba, nhưng mà con không thể lấy anh Tốt được. Con có thai với anh Thành rồi. Trời đất ơi. Cái gì? Con có thai hả? Con nói gì quá? Con có thai hả? Dạ. Qua có thai hơn một tháng rồi. Quý thần ơi. Con xin lỗi chú Tư, xin lỗi anh Tốt. Hai đứa mày nói xạo thôi. Tụi bay quen nhau bao lâu mà có thai hả? Dạ, con xin lỗi chú Hai. Hồi lúc chú Hai nằm bệnh, con có chở qua đi tìm nhà trọ, rồi tụi con yêu nhau quá cho nên nảy sinh tình cảm. Dạ, đây là sổ khám thai ngày hôm qua của con. Đi đi, đi cho khuất mắt tao, đi mau. Ba. Anh Hai, bình tĩnh lại anh Hai. Đi mau đi. Thôi, ba em đang mệt, mình đi đi. Con xin lỗi anh ba. Hai, em xin lỗi anh Tốt, con xin lỗi chú Tư. Dạ, ủa Phú, hả? Thằng Thành đâu? Sao có mình con trong phòng hả? Dạ vợ, dạ, nó làm sao? Nói cho má nghe. Dạ, có gì nói đại đi, ấp ấp mở hoài.
Thằng Thành nó không có sao hết má. Dạ. Ừ, nhưng mà má sắp có cháu rồi đó. Trời đất ơi, hai đứa bay có tin vui rồi hả? Con nhỏ này, trời, sao không nói cho má biết? Ừ, con có bầu hồi nào? Thì nó mới nói nè. Con mời má qua đây. Ông kia, tôi có bầu, không lẽ tôi không biết? Nó uống tào lao gì vậy hả? Ừ, không phải anh với em, mà là má sắp có cháu nội, con của thằng Thành đó. Cái gì? Dạ, con qua nó có thai rồi. Hôm qua con thấy cái sổ khám thai của tụi nó nữa. Con qua nó có thai. Thành, lại đây. Con qua nó có thai rồi hả? Dạ, con hy vọng là má tác hợp cho hai đứa con. Cái con nhỏ trôi sông lạc chợ này, mày đúng là mưu mô quá mà. Chuẩn bị lấy cái bụng đó để ăn dạ nhà tao hả? Mày đúng là thú cái cạn. Mày làm như vậy hả? Trời ơi, thôi. Em cấm chị, không được đụng tới Hoa kia chứ. Cái thằng này, mày gì con nhỏ đó mày chửi tao hả? Như vậy là chửi đó hả? Má, má coi nó kìa. Trời ơi, thôi, từ từ. Má coi nó kìa. Nếu như má không chịu chấp nhận con với Hoa, thì con với Hoa sẽ bỏ đi luôn đó. Mày hù má hả? Đi đi, để coi mày lấy cái gì mày sống. Mày không có tiền á, nó có theo mày nữa không? Em yêu anh Thành không phải là vì tiền bạc. Chỉ có cái thằng ngu này nó mới tin lời của mày thôi. Chị hai, chị đủ rồi nha. Em không có muốn cãi với chị đâu. Ờ, em à, để cho má nói cái đã. Má, má mà đồng ý là trúng kế con nhỏ đào mỏ đó đó. Mày muốn bỏ nhà đi với nó phải không? Vậy thì mày đi đi. Tao không bao giờ chấp nhận cái thứ nghèo mạt này về làm dâu. Nếu má nói vậy thì con sẽ đi với Hoa. Đi em. Đi đi. Thành, đi đi. Mày đi luôn đi. Cấm mày lấy cái thứ gì trong nhà nha. Má, má. Coi thử tụi mày sống bằng cái gì. Má, uống nước đi má. Trời ơi. Má, mày xác nó đi. Nhưng tính ra cái thai trong bụng của con Hoa cũng là cháu đích tôn của dòng họ, máu mủ của nhà mình mà. Anh nói cái gì? Ý anh là đòi đứa con nhỏ đó về nhà hả? Chứ không lẽ giờ để tụi nó đi. Anh thấy tụi nó kiên quyết lắm, mình mà làm căng quá thì coi như là bất cả chì lẫn chài, thằng Thành cả đứa cháu luôn đó. Còn hai đứa tụi mình nữa, không biết có sinh được hay không nữa. Không sinh được thì thôi, nghĩ sao cho cái con đào mỏ đó nó tội nguyện vậy. Má, không có nhân nhượng gì hết á. Hai đứa bay im lặng giùm tao cái đi. Người gây chuyện là thằng Thành kìa, mà lúc nào má cũng la con hết à. Được rồi, má la thì con đi. Em à, em. Trời em. Dạ má, con thấy má nên suy nghĩ lại đi má. Anh có cách này, giúp cho hai đứa đảm bảo vẹn cả đôi đường. Cách gì vậy anh? Hai đứa cứ nói dối rồi, Hoa đã có thai rồi. Không được đâu anh. Anh biết như vậy em sẽ bị mang tiếng, nhưng giờ chỉ còn cách đó thôi. Hai bên gia đình có thể sẽ thương cháu mình mà chấp nhận hai đứa. Với lại em có thai rồi, không lý nào ba em lại ép em làm đám cưới với thằng Tốt. Hoa, anh thấy anh hai nói cũng có lý đó. Hay là mình nghe theo lời anh hai đi. Dù hai bên gia đình không đồng ý thì hai đứa vẫn có thời gian để thuyết phục mà. Dạ. Trong nhà từ trước giờ đều do má quản hết. Con qua nó về làm dâu thì nó cũng có làm gì được đâu. Con thấy là má được nhiều hơn mất đó. Má tự biết tính, mày khỏi phải nói nữa. Dạ. Thôi bây giờ mình về nhà trọ mà anh Phú thuê cho mình ở tạm đi. Đừng có lo nữa. Thôi,
Anh hai đã hứa là giúp tụi mình mà. Anh chị đi đâu anh chị ơi? Đi đâu tôi chở cho anh chị. Chắc là kêu thêm chiếc nữa đi anh. Rồi để tôi kêu thêm chiếc nữa. Thôi anh ơi, mình đi xe buýt về. Cũng được. Dạ thôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh Thành, anh đi đâu vậy? Anh với Quang quyết định bỏ đi rồi. Sao lại vậy? Anh mà làm vậy bác Hội sẽ buồn lắm á. Qua, không phải là Qua với anh Tốt sắp đám cưới hả? Bích, Qua với anh Tốt sắp thôi chứ vẫn chưa đám cưới mà. Có là vợ chồng đâu mà lo. Với lại tụi anh phải lo cho đứa bé nữa. Gia đình trọn vẹn á thì mới hạnh phúc được. Cho dù mọi người có phản đối thì tụi anh nhất quyết phải ở bên nhau. Ủa, đứa bé hả? Không lẽ Qua có thai rồi? Có thai hả? Có thiệt không? Hay là cổ gạt anh? Mà đứa bé chắc gì là con của anh. Bích, tự nhiên em nói gì kỳ vậy? Em xin lỗi, chỉ vì em lo cho anh thôi. Với lại em thấy hai người quen nhau chưa bao lâu, em hơi bất ngờ. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ gạt ai hết. Mong Bích đừng hiểu lầm tôi. Thôi, anh cũng hơi mệt, tụi anh đi trước nha. Đi. Dạ, tôi đi. Đi. Mình đi anh. Chú, có chuyện gì vậy cô? Chú làm ơn đi theo hai người đó giùm con. Hai người đó hả? Chú. Dạ, chú theo dõi coi hai người đó ở đâu. Rồi có thông tin gì chú nhớ báo cho con. Nhà bà Út Thương ở Sóng Tre đó. Tôi biết rồi. Rồi con trả tiền cho chú nha. Được rồi. Mà chú nhớ đừng để họ thấy nha. Tôi biết mà. Dạ. Ba, chú có lỗi với con lắm Tốt à. Mà chú không ngờ là con Qua nó lại hư đốn như vậy. Dạ ba. Ba bốn cái gì nữa, kêu bằng chú đi. Chú hãy có lỗi gì đâu, chú đừng tự trách mình nữa. Ủa, hey, mọi người đông đủ hết ha. Hey, ăn cơm chưa? Nè, em có mua mấy ký chôm chôm nè, ăn cho nó vui. Ăn uống gì vô? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Ủa rồi con Qua đâu? Con Qua nó có bầu với thằng Thành. Hai đứa nắm tay dẫn đi rồi. Cái gì? Có bầu? Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Rồi còn thằng Tốt? Rồi còn đám cưới sao? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hai đứa tụi nó đâu. Tụi nó bỏ đi đâu thì mặc xác tụi nó. Sao mà xảy ra cái chuyện kỳ vậy? Dạ. Dạ, cô chào chú. Mày dạ, tới đây làm gì nữa? Từ nay á, tao không có còn liên quan gì tới Qua nữa. Mày muốn cái gì á thì tự đi tìm tụi nó đi. Dạ, cô tới chỉ để muốn nói chuyện với chú hai mà thôi. Tôi với cậu đâu có chuyện gì để nói với nhau. Dạ, cô nói thiệt, con rất tội nghiệp cho hoàn cảnh của thằng Thành với cô Qua. Hai đứa nó thương nhau thiệt tình mà chú. Bây giờ lại có con nữa. Chú làm căng quá thì thằng Thành với con Qua bỏ đi. Chú còn lại trơ trọi có một mình à. Cha con xa cách, ông cháu lại không biết mặt nhau nữa. Mày đang nói gì ạ? Dạ, con nói thiệt mà chú. Nói nào ngay á, em thấy thằng này nó nói cũng đúng. Chuyện cũng lỡ dở rồi, con mình sao bỏ được anh hai. Với lại còn đứa cháu nữa. Tôi cũng giận con Qua lắm, nhưng mà dù sao nó cũng là con cháu của mình. Thôi không, anh hai suy nghĩ lại đi. Hai người đừng có xin xỏ cho nó nữa. Chú Tư à, thằng Tốt á, nó mới là cháu của chú đó. Tất nhiên là tôi phải thương cháu tôi rồi. Không lẽ chuyện gì rồi tôi đổ dầu vô lửa, xúi anh đi từ bỏ con Qua, đúng không? Con không trách hờn gì đâu chú hai. Con chỉ mong Qua sống hạnh phúc thôi.
Nhưng người nhà của anh Thành ai cũng hùng dữ ngang ngược hết. Con chỉ sợ Hoa bị ăn hiếp thôi. Mà nè, nhà mấy người có chấp nhận nó chưa? Mà qua đây nói như cái chuyện đã rồi vậy. Dạ, má con cũng cố chấp như chú hai vậy. Nhưng má con thương con, thương cháu nội, nên má con cũng sẽ chấp nhận qua thôi. Còn về chuyện qua bị ăn hiếp á, thì mọi người khỏi lo đi. Lúc nãy thằng Thành nó đã tuyên bố nó sẽ bỏ nhà đi với cô Hoa. Nó quyết bảo vệ mẹ con cô Hoa tới cùng đó. Chuyện nhà tôi tự biết tính toán. Cậu đi về đi, đừng đứng đó mà lải nhải hoài nữa. Dạ, vậy con về. Chú à, có gì chú hai suy nghĩ lại nghe. Về đi. Thôi, con nghỉ ngơi nghe tốt. Chú về. Bây giờ tính sao đây ông Tư? Con ra ngoài cho thoáng. Con đi ra sân đi cho nó khuây khỏa. Xuống dưới nấu cho anh miếng cháo. Em ngồi xuống đi, anh nói chuyện chút. Từ lúc nãy tới giờ trên đường đi anh cứ thấy em buồn buồn hoài. Có phải em hối hận vì nghe theo lời của anh Phú không? Cái đêm trước ngày cưới với anh Tốt, em mới biết mình thật sự muốn gì. Nhưng dù ra sao em vẫn sẽ ở bên anh. Nếu như mà má vẫn không chịu chấp nhận thì tụi mình sẽ tự đi đăng ký kết hôn. Anh sẽ đưa em lên Sài Gòn. Trên đó anh có người quen, mình dễ sinh sống làm ăn hơn. Anh sẽ lo cho em. Anh sẽ không để cho em chịu khổ đâu. Em tin anh nha. Từ lúc quyết định yêu anh thì em đã tin anh rồi. Thôi, anh nằm anh nghỉ chút đi, để em xuống nấu cháo nha. Đó, má chị giận quá lên phòng nghỉ luôn rồi. Anh Phú thì đi mua thuốc cho má. Nóng nực khát nước quá. Khát nước thì tự rót mà uống đi. Trời trời trời. Làm vậy mà coi được á hả? Rót còn mình. Anh, em quên. Chị uống nước. Hồi nãy em gặp anh Phú, em nghe anh nói em cũng bất ngờ. Em đừng có buồn, mặc xác cái thằng quỷ đó đi. Đừng có hòng nhà chị cho con nhỏ đó về làm dâu. Em không có giận anh Thành, em chỉ lo cho ảnh thôi. Lỡ ảnh bị con nhỏ đó gạt thì sao? Em nói cái thai đó hả? Dạ. Cái thai coi bộ là thiệt đó. Anh Phú còn thấy cái giấy khám thai của tụi nó nữa mà. Vậy hả chị? Ừ. Nhưng có khi nào nó không phải là con của anh Thành không? Chà, đứa bé chỉ có mẹ nó mới biết rõ là ai thôi. Chuyện mang thai này em thấy có gì đó không ổn. Tất nhiên rồi, ai mà không biết con nhỏ đó cố tình đưa thằng Thành vô chồng. Mà em yên tâm đi,
nhà chị không có chấp nhận cái thứ mà trôi sông lạc chợ với cái thai trong bụng nó đâu. Không bao giờ để cho nó đạt được ý đồ của nó. Dạ, nếu chị có tin gì của anh Thành, chị cho em hay nha. Ừ, chị biết rồi. Mà cái thằng quỷ đó đúng là ngu mà. Em tốt gấp mấy lần cái con nhỏ đó mà nó không biết quý. Để coi, không có tiền, con nhỏ đó bu theo nó được bao nhiêu ngày. Ủa, đi đâu vậy? Dạ đi về. Trời đất ơi, phải dọn dẹp xong rồi mới đi về chứ. Ê trời, bước có mấy bước là đi ra rồi, đứng đó mà tạt. Xin lỗi chị. Thưa chị, em về. Ờ. Cái bà này. Mình đi má. Ờ, đi con. Đi. Cái gì nói vậy? Rút vô. Đến rồi, chắc cái đầu xe số. Thưa má. Hai. Má với con Dân tính đi đâu vậy? Dạ. Ủa, em tưởng giờ này hai phải ở nhà máy chứ. Cái gì đây? Đường sữa hả? Em với má định vô bệnh viện thăm cậu cháu thằng Tốt hả? Dạ, anh Tốt ảnh cũng từng cứu em, giờ ảnh nằm bệnh viện, em với má vô thăm ảnh chút thôi à. Cứu em thì hôm trước em cũng đã cảm ơn rồi, không lẽ em định mang ơn nó suốt đời hả? Còn má nữa, con đã nói rồi, con không thích con Dân qua lại với tụi thương hồ đó, mà má cũng hùa theo nói giấu con nữa. Chị hai. Ờ thì chú Tư là chỗ quen biết mà. Má với em con đi thăm chút có sao đâu. Con Dân á, vô thăm thằng Tốt còn giải thích được. Còn má, má đang bệnh, làm gì má phải lặn lội cực khổ vậy má? Má đi thăm thằng Tốt hay là thăm cái ông già kia? Hai, ông già nào? Ông Tư Trê, tình cũ của má đó. Chuyện của má với chú đã không còn gì hết. Sao con cứ nghĩ đi đâu hoài vậy? Nếu má muốn bỏ hai đứa con theo chú Tư, má, má bỏ từ lâu rồi, từ khi ba con mới mất kìa. Má, thôi má đừng có giận. Chị hai, hay là má giận má mệt đi kìa. Con xin lỗi má nha, mai mốt con không nhắc tới chuyện này nữa. Má đi vô trong nhà đi, để bữa khác con đem đồ tới thăm. Bây giờ qua thăm họ không có tâm trạng đâu, khỏi vô chi cho mất công. Sao vậy hai? Con Hòa có bầu với anh Thành, hai người đó bỏ đi với nhau rồi. Trời, vậy còn anh Tốt thì sao? Tội nghiệp ảnh quá à. Thôi má, thôi vô đi. Để bữa nào chị hai con đi thăm cũng được. Vô đi. Cô ơi, cô. Cô ơi, cô ơi. Dạ. Chú, chuyện con nhờ chú sao rồi chú? Tất nhiên là được rồi. Tôi có ghi sẵn địa chỉ cho cô luôn nè. Đó. Cảm ơn chú nhiều nha. Con gửi chú nè. Cho thêm không? Thêm đi. Dạ đây. Cảm ơn con nha. Bích, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu má. Có liên quan tới thằng Thành đúng không? Dạ, địa chỉ của anh Thành với con nhỏ đó. Rồi bây giờ con tính cho nhà bà Hội biết hay sao? Tụi nó đã đi với nhau rồi, bỏ đi, để nhà họ tự giải quyết. Cái con nhỏ đó, nó cố tình đưa anh Thành vào chồng mà. Con sẽ không để nó toại nguyện đâu. Bích, nghe lời má, đừng cố chấp nữa, nếu không là xin chuyện đó. Má,
Con đã nói rồi, con muốn thứ gì thì con phải dành cho bằng được. Con không để bất kỳ ai cướp của con. Chuyện của con má để con tự lo. Má đừng có nói nữa. Bích à,